Chị chào Nguyễn Quỳnh, chào tất cả mọi người. Mình tên là Hồ Thị Thu Vân, sinh năm 68. Hiện mình đang ở Tân Phú, Đồng Nai. Hôm nay mình có tham gia chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ. Mọi người có xem thì cho mình một like và thả tim mình. Mình cảm ơn cả nhà và rất nhiều. Rồi, em chào chị ha. Chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình hả chị? Chị chào em Nguyên Quỳnh, chào tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chị tên là Hồ Thị Thu Vân, sinh năm 1968. Hiện tại là chị đang ở đâu? Hiện tại là chị đang ở Tân Phú, Đồng Nai. Chị đang làm công việc gì chị? Chị thì buôn quán, bán quán cà phê á em. Bán ở nhà chị luôn hay là ở chỗ khác? Chị thuê mặt bằng ở ngoài á, ở ngoài đường á. Còn của chị thì ngoài đường vô khoảng 100 mét nữa chị mướn ở ngoài á. Chị rồi chị làm công việc đó được bao lâu rồi? Ông xã chị mất 4 năm thì vô ngay cái mùa dịch đó, hết mùa dịch xong thì chị mở chị bán được 2 năm. Có ai làm phụ chị không hay là chị làm mình thôi? Con mình chị à, tại vì chị có 3 đứa con mà con chị nó có gia đình hết rồi đó. Nó ở riêng hết rồi thì chị hiện tại chị ở với đứa cháu ngoại. Bé gái thì mới có mười mấy tuổi à. Làm có mình thôi, từ mấy giờ tới mấy giờ? Sao kìa? Chị mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ mà làm có mình vậy? 6 giờ chị mở cửa tới 6 giờ tối là chị đi về. Ồ, đóng cửa sớm nha hả? Chị rồi, tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Ông xã chị bệnh... mất hồi năm ngay mùa dịch đó, bắt đầu chỉ thị 16, ông xã chị mất trước đó khoảng tháng là tới dịch bệnh luôn á. Ông xã chị bị Covid hay là bị bệnh gì? Ông xã chị bị bệnh nhiễm trùng máu á. Rồi lúc đó là tại vì không chữa trị được hay sao chị? Khi mà phát hiện ra là ông xã chị mất luôn á, mới bắt về nha. Nhưng mà lúc mới bắt đầu bệnh á thì cũng có đem lên bệnh viện á, nhưng mà nó chưa có, người ta bác sĩ chưa có biết là cái bệnh đó. Thì khi mà tới chừng mà gần mất rồi thì bác sĩ mới báo là ông xã chị bị bệnh đó mới mất quá. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Cũng như là cái tốt của mình á hả? Dạ đúng rồi. Chị thì nói chung là chị sống hòa đồng lắm. Chị cách sống chị hòa đồng, chị không có giống như là không có hơn thua với ai hết á. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm chị thì chị không thích ai nói láo nói xạo đâu. Tại vì chị nó không, chị sống thì chị sống rất là thật, thành ra ai nó láo nó xạo với chị, nhưng chị là chị không thích thôi, chứ còn ngoài ra giống như là không phải mình không thích là mình phải kiếm chuyện với người ta, không thích là chị không nói chuyện với người đó nữa. Không thích thì thôi im lặng rút luôn phải không? Chị rồi
Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị tìm một người đó là chị cũng không cần là người đó xấu đẹp như thế nào hết, cũng không cần là người đó là chị chỉ cần người đó là hiểu mình, là biết chia sẻ và thông cảm mình thôi. Chị chỉ cần bao nhiêu đó thôi. À, nếu anh đó hút thuốc uống rượu chị nghĩ như thế nào chị? Hút thuốc cũng được, như uống rượu thì chút chút cũng được, cũng không sao. Chị có nghĩ anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Nhiều người lớn hơn chị phải từ 60 đổ lên. Hồi nãy chị nói chị có mấy mấy người con? Chị ba ba người con. Con chị lập gia đình hết rồi hả? Con chị có gia đình, có đứa con trai nhà chưa có gia đình nhưng mà nó đi làm hơi xa, có gia đình riêng rồi đi theo chồng hết rồi. Con chị có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? À, lúc trước thì chị cũng có nói với con chị, thì con chị nói thì mẹ cảm thấy mẹ buồn á, thì mẹ cứ tìm người nhưng mà con sợ, giống như cũng sợ là mình khổ á, khi mình đến cái không có hạnh phúc thì mình khổ nữa, nhưng mà mẹ cảm thấy giống như mẹ buồn thì mẹ cứ tìm ai mà trong nửa cuộc đời mà đồng hành với mẹ, cho mẹ có hạnh phúc á, thì con cũng ủng hộ. Con gái chị thì cũng có nói vậy. Vậy đó hả, là con trai của chị thì như thế nào? Con trai chị thì nó không có nói gì hết trơn á. Vô tư hả? Chị chỉ vô tư. Con trai chị bao nhiêu tuổi rồi? Con trai chị năm nay nó 37 tuổi rồi đó mà nó chưa có vợ. Rồi vậy đó hả, kén dữ đó hả? Chị Kêu nó ly vợ mà nó nói thôi kiểu như nó thấy về vợ con của bạn đó đó, con lùm đùm nè đeo đeo vậy, cái nó cảm thấy giống như nó sợ, chứ chị cũng cũng kêu nó đi kiếm vợ mà nó nói vậy đó, nó hơi từ từ đi mẹ ơi, nó ở luôn tới giờ luôn. chị lập gia đình cũng sớm như cái đó hả? Ngày xưa 17 tuổi à, ba chị ở quê mình, mà ở quê mà cứ gả sớm thì để sợ con hư, cứ 17 tuổi là gả rồi, sợ khoảng 19 20 tuổi thì bị lỡ thời, cái sợ gì đó, cái bà chị ổng hỏi cái ba chị ổng gả mới 17 tuổi à. Chị ông xã trước của chị làm công việc gì? Ông xã chị hồi lúc trước thì ảnh cũng bên môi giới làm nhà đất á. Mất không còn trẻ ha. Ừ. Chị rồi à, chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị xem lâu rồi đó, chị xem nay cả năm rồi đó, Vậy đó hả? mà như chị sợ á, chị sợ khi nó không có hay. Chân thành chị là được rồi chị chị. À, chị khi mà chị lên nói chuyện á, chị phải viết trong giấy để chị học những cái lời nói đó, khi mình nói được cho nó đừng có quên á, nhưng mà lên đây sợ run mà mình quên á. Chỉ cần chân thành thôi, mình đi tìm người yêu chứ đâu phải mình đi đi thi lấy bằng lực đâu mà phải nói cho ai. Phải có ngộ vậy đó. Nhưng mà có nhiều người cũng đòi hỏi như thế đó chị, nhưng mà không quan trọng, quan trọng mình chân thành, đủ chân thành ha, người người xem người ta sẽ cảm nhận được rồi. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m61, Ồ, khá chị cao. 68 kg. À, gia đình chị có được mấy anh chị em chị? Anh chị em chị thì đông lắm, đi 8 người lận. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? À, chị có một đứa cháu cũng ở bên 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 Mỹ á, nhưng mà chị không biết là nó ở tiểu bang nào, còn có một đứa em gái thì nó có chồng bên Hàn Quốc á.
Có khi nào cháu chị nói hoa để làm mai cho chị không? Không. Ở bên đây tìm người cũng khó lắm. Chị rồi những lúc rảnh rỗi á, chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Lúc rảnh rỗi thì chị đi tập thể dục. Chị cũng thời gian chị cũng nhín thời gian chừng tiếng hay tiếng đồng hồ á, chị đi tập thể dục. Về nhà chị có bán xong rồi về nhà thì chị luôn ăn cơm nước đồ này kia, gọi là chị đuổi vô phòng làm vậy thôi. Ít có chứ có lúc quá buồn buồn lâu lâu mấy đứa em chồng á, nó thấy chị buồn cái nó rủ chị đi đi ca hát với nhau á, rồi lại uống ly nước vậy cái mình hát bài ca rồi mình về vậy á, thì cũng cũng có lúc cũng có đi vậy. Là chị cũng biết hát. Dạ, nói chung nó thấy chị buồn rồi nó đi hát. Hát thì không có hay nhưng mà đi đi cho nó vui vậy đó. Chị thích một anh làm quen với chị chồng tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói chung ra là nói nhiều cũng được mà ít nói cũng được, nhưng mà đừng có nói giống như là đừng 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 có nói xạo là được rồi, sao cũng được chị. Cha mẹ của chị còn đủ không? Cha mẹ chị mất nay cũng lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi. Rồi nếu có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Chị nói chung là chị cũng thích người yêu là lãng mạn ra lăng một chút. Hồi đó giờ chị có bao giờ đi du lịch ở đâu chưa? Chưa, chị có chưa có đi du lịch, chỉ có đi trong nước, vòng vòng trong nước thôi chứ còn nước ngoài chị chưa có đi bao giờ. Chị ơi, thời lúc mà ông xã chị chưa mất mất đó, chị là chị làm công việc gì? Ông xã chị chưa mất, chị cũng bán quán cà phê, nhưng mà lúc ông xã chị còn là chị bán cà phê pizza tại nhà. Lúc đó ông xã chị thì những cái bạn bè đồ ông xã chị không đi làm ăn á, bạn bè ảnh rất là nhiều á, loại cũng ủng hộ là làm tại nhà. Khi xã chị mất là chị mới nghỉ một thời gian mấy năm á, chị bán hết luôn, rồi giờ chị mới thuê ngoài mặt bằng ở ngoài đường á, chị bán cái quán cà phê ngoài đó. Nhà chị là cũng rộng lắm hả? Nhà chị cũng rộng, như ngoài mặt đường á thì về vô trong nhà chị khoảng chừng 100 mét, mà chị đi qua vậy được 11 mét, mà dài nó tới đây 50 mét lận. Wow, rộng dữ vậy đó. Nhưng mà chị thuê mặt bằng ở ngoài á, nó mắc tiền không? Không, không không mắc. Tại vì của chị ở đây nó dạng vùng quê á, thuê nó cũng không mắc. Như mình bán cho nó đỡ buồn vậy đó. Cũng có công việc để mình làm, để cho nó như mình tập thể dục luôn. Phải phá ha. Chứ ở nhà nằm thì không nói chuyện tới ai. Ra bán đó, nhiều khi có người quen biết rồi mình nói chuyện rồi vài ba câu rồi nó cũng đỡ buồn chút. Chị ở nhà một mình như thế này rồi chị có nấu ăn cho mình không? Có. Ăn cơm tiệm thôi, khỏi nấu, bán bận rộn mà. Cũng có lúc làm biến nấu á, thì ra mua cơm hộp về nhà ăn vậy đó. Chỗ chị là dùng ở huyện xã hả? Chị ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mà chỗ chị rồi dân cư đông ở đông không? Dân cư cũng đông. Chị rồi sau khi ông xã chị mất rồi, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì chị cần một người đàn ông là biết chia sẻ, biết thông cảm cho mình. Thì khi đến với mình, ví dụ như mình đến sống với mình thì có cái trách nhiệm đối với mình thôi. Thì vậy vậy mình mới có hạnh phúc. Chứ giờ đừng có gia trưởng là được rồi. Tại chị, chồng chị hồi trước sống, chồng chị gia trưởng chứ lắm. Vậy đó hả? Chị rất là sợ người đàn ông gia trưởng. Ông xã chị hồi xưa chắc cũng giỏi hả? Buôn
bán cho ông giỏi. Giỏi nhưng mà có một cái gia trưởng là giống như là chị là người vợ là không không có được quyền gì đối với ảnh á, thành cái ra gì? Mình không có cái tự do đó. Cái gì anh cũng quyết định hết đó hả? Còn thí dụ cái gì mà mình có quyết định giống mình có cái ý kiến vô là anh bác ra nó không có cho vậy đó hả? Cảm thấy như với công việc hiện tại của chị đó, chị đã cảm thấy vừa ý chưa? Trong tương lai nếu có cơ hội chị có muốn phát triển hơn hoặc là thay đổi công việc gì không? Cuộc sống của chị thì hiện tại thì nói là chị bán như vậy thì cũng đủ đủ trong cái cuộc sống chị hàng ngày, dư giả thì chị không dư nhưng mà thiếu thì chị không thiếu, cũng đủ lo cho cuộc sống mình hàng ngày vậy thôi. Nhưng mà chị thì tại vì con chị thì nó có gia đình đi tư riêng hết, sống thì một mình, nhiều khi buồn và nhiều khi mình đau mình bệnh cái mình cảm thấy mình tủi cái thân mình á, thì chị muốn tìm để đến người đó, ví dụ như mình sống để mình lo lắng cho nhau trong cái tuổi gì vậy, giờ xế chiều vậy thôi, mình hữu hỉ mình có nhau vậy đó, chứ chị cũng không quan trọng là cái gì hết. Rồi nếu một anh mà muốn làm quen với chị, anh ấy muốn về chỗ chị sinh sống thì chị nghĩ như thế nào? Cũng ok, chị có nhà mà. Ví dụ như người đó muốn về sống với chị là cũng được. Chị rồi chị có nghĩ anh ấy chiều cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Người đàn ông á hả? Dạ. Khoảng mét 7 được trở lên được rồi. Đàn ông thời xưa của chị khoảng mét 7 trở lên cũng khớp đẩy cũng hơi hơi bị hạn chế đấy, thì thường thường hồi xưa người ta thấp thấp mà chị mét 6 mốt là chị cũng cao đấy. Nói chung ra thì mình thích mình nói vậy thôi, chứ cũng còn cái nhiều khi cái duyên cái người đó người ta không có được cao như vậy mà cái duyên đến với mình thì cũng phải chấp nhận thôi em ơi. Đúng rồi. Tùy duyên à, nhiều khi người ta cao mà người ta không chân thành, còn người thấp hơn thì người ta chân thành. Nhưng mà nếu mà cao thì tốt. Nếu như mà em hỏi chị chọn thì chị chọn vậy thôi, chứ còn cái duyên của mình. Các chị em của chị có ở gần chị không hay là ở xa chị? Có một người chị thì chị thứ tư chị thì cũng ở gần đây, cách cũng chừng cây số thôi. Còn mấy có hai đứa em gái, đứa thì có chồng Hàn Quốc á, còn đứa thì nó có chồng ở ngoài Phan Thiết luôn. Còn mấy anh cũng ở hơi xa xa, cũng cách mười mấy 20 cây số vậy đó. Sau video này nếu anh nào thích chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị ha. Rồi nếu mà sau video này chị thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên á, nếu ở Việt Nam với Việt Nam á, thì mình có thể gọi trực tiếp được. Còn nếu mà muốn liên lạc ra nước ngoài á chị, thì mình phải gửi tin nhắn trước. Gửi tin nhắn là khuya Việt Nam, trưa nước ngoài mình có thể gọi nha. Nhưng mà mình khi mình muốn liên lạc ra nước ngoài mình rất là kiên nhẫn ha. Tại vì nhiều khi người ta bận, người ta không có trả lời mình liền được, cho nên mình phải kiên nhẫn. Rồi khi tìm hiểu phải cẩn thận về tài chính của mình. Hoặc là khi mà người ta muốn mình làm gì mình cảm thấy mình thiệt thòi, mình có quyền từ chối ha. Dạ, chị chào khán giả giùm em ha. Xin chào cả nhà, cảm ơn nha. Chào em luôn. Dạ, ba chị, good night chị. Chúc chị may mắn nha. Có tin vui nhớ báo lại chương trình ha. Cần gì thì gửi tin nhắn cho em ha. Dạ, ok. Dạ, ba chị.